Han Jae-yong đẹp như búp bê tuổi 41, hôn nhân viên mãn chốn hào môn. Han Jae-yong là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, tên thật Kim Si-yeon, sinh năm 1980. Với đôi chân dài miên man và thẳng, chiều cao 1m70, cô được khán giả gọi là búp bê Barbie của Hàn Quốc. Khi mới đóng phim, cô nổi tiếng với vai phản diện trong bộ phim truyền hình năm 2000 của đài KBS2, Trái tim mùa thu. Năm 2005, cô đóng phim Cô nàng bướng bỉnh và trở thành sao được yêu thích của showbiz. Năm 2007, khi sự nghiệp đang khởi sắc, Han Jae-yong bất ngờ kết hôn với Choi Dong-jun, chuyên gia tài chính kiêm doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Trước đó, anh từng là diễn viên xuất hiện trong phim Jump 1999. Theo Term, Choi Dong-jun theo đuổi Jae-yong từ khi cô học cấp 3. Gần 8 năm sau đó, cô mới chấp nhận tình cảm. Đám cưới của Han Jae-yong gây xôn xao một thời gian dài khi truyền thông đăng tải thông tin cô được chồng điển trai tặng nhẫn kim cương 5 carat trị giá hơn 4 tỷ đồng, tương đương giá trị căn hộ rộng 100m² ở khu nhà giàu Gangnam thời điểm đó. Năm 2013, người đẹp sinh con trai đầu lòng. Gần đây, cô quyết định trở lại với màn ảnh qua Desire, bộ phim có sự góp mặt của Lee Ji-hoon, Ji Ji-soo. Cô còn tham gia show Running Man với vai trò khách mời và được yêu thích vì sự hài hước đáng yêu. Mới đây, khi tham gia show truyền hình Omniscience Interfering Views, diễn viên Han Jae-yong mời khán giả tới nhà cô, một biệt thự sang trọng lộng lẫy mặt hướng ra sông Hàn. Phòng khách được decor với phong cách đơn giản nhưng lịch thiệp tinh tế. Theo tờ Net, biệt thự của gia đình Han Jae-yong nằm ở khu Chungdam sang trọng, ước tính trị giá khoảng hàng chục triệu đô la Mỹ. Ngôi nhà có diện tích gần 600m², được nhiều người gọi là biệt thự trong mơ. Một số tin đồn cho hay diễn viên và chồng con sống cùng bố mẹ chồng tại căn nhà này. Chồng Han Jae-yong không xuất hiện trong suốt buổi ghi hình, vì thế một số MC đã hỏi cô về cuộc sống vợ chồng. Diễn viên khéo léo cho biết hôn nhân của cô hạnh phúc. Đầu năm nay khi tham gia một show truyền hình, diễn viên tiết lộ cô may mắn có người chồng tâm lý. Anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, mỗi khi tôi nhắn tin, anh ấy sẽ trả lời ngay. Chồng Han Jae-yong hơn cô 4 tuổi, theo học quản trị kinh doanh tại trường UC Berkeley, Mỹ, hiện là giám đốc điều hành của một công ty đầu tư kiêm phó chủ tịch của Medcare Hàn Quốc. Ngoài ra, một số nguồn tin cho hay gia đình chồng Han Jae-yong có khối tài sản khủng. Cặp đôi gặp nhau tại Mỹ vào năm 1998, trước khi cô ra mắt trong showbiz, sau đó bắt đầu hẹn hò vào năm 2006. Cũng trong show truyền hình, Han Jae-yong đã được hỏi về cân nặng hiện tại. Diễn viên thẳng thắn tiết lộ, nó không còn như trước đây nữa, tôi đã tăng cân khá nhiều, tôi đang ở mức cân nặng lớn nhất từ trước đến nay, trừ thời điểm mang thai. Dù mập lên, Han Jae-yong vẫn được các MC chương trình khen xinh đẹp ở tuổi 41. Khi một người dẫn chương trình đặt câu hỏi, Han Jae-yong đã luôn xinh đẹp kể từ khi ra mắt, trông cô như búp bê Barbie vậy. Cô nghĩ thế nào khi luôn nhận được những lời khen như thế? Han Jae-yong đã thừa nhận rằng, từ khi bé cô đã luôn nhận được những lời khen về vẻ bề ngoài. Từ nhỏ đến lớn, tôi thường nhận được những lời khen như xinh đẹp, dễ thương và giống như búp bê Barbie. Dù vóc dáng đã thay đổi phần nào so với thuở son rỗi, búp bê Hàn vẫn nói cô không buồn khi nhìn lại thời mignon con gái. Cuộc sống của Han Jae-yong ở tuổi ngoài 40 viên mãn. Trò chuyện với báo chí, diễn viên từng nói về giá trị tích cực của hôn nhân. Sau khi kết hôn và có cuộc sống ổn định, tôi trở nên suy nghĩ lạc quan hơn và biết cách để tận hưởng những điều nhỏ bé và cảm ơn những niềm vui nho nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng luôn cố gắng để cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc với tư cách một diễn viên. Con trai không biết tôi là diễn viên. Con trai diễn viên hiện 8 tuổi đang theo học tiểu học. Trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi, diễn viên từng tiết lộ về mối quan hệ ba người trong gia đình. Chồng đóng một vai trò tích cực trong cuộc sống của con trai tôi. Tôi thực sự ghen tị với anh ấy vì con tôi là con trai nên bé thích bố hơn mẹ. Vài năm trước khi con còn nhỏ, ngôi sao Hàn từng cùng cậu bé tham gia chương trình thực tế Only Slam Dunk Season 2 của đài KBS2.